Ờ, Hiền Tiên xin chào quý ông bà cô chú đang quay trở lại với kênh của Hiền Tiên. Ồ, bữa nay là cây lục bình là có đèn luôn nha cô chú anh chị. Đó, cái này mình cho đèn chớp nó mới đẹp. Nổ á. Anh thấy chớp mới đẹp. Cứ anh cứ chớp đi à, anh nói anh đam mê đúng không? Để cho mình quay gần là quý cô chú anh chị đây. Này cô chú mà anh cứ đam mê đi. Đây. Chị Hồng Ngọc á, ảnh mà ảnh mê chớp. Đây là lấy hết nguyên ông Ngọc nè cô chú ơi. Trời ơi quay tiền xá nè bà xã, đẹp ghê chưa? Ừ. Ồ, quá đẹp luôn. Quay từ đây nè, quay. Ồ, giống như gan cây thông luôn. Không thấy chứ nó có cái mấy cái đèn đó phải quay nó ra ngoài mới đẹp nha. Đúng không? Dạ, nó phản làm không có đẹp đâu. Cứ hà tối á thì mấy cái đèn chớp này nó mới nổi lên. Đủ cắt luôn. Cái gì vậy? Quay dưới nền nè, quay dưới nền cũng gần kìa. Thôi được rồi. Vô đó là ổn rồi. Quá trời đẹp rồi. Ôi mấy cái chân con rồng kìa. Con rồng bên anh nó lên rồi kìa bà xã. Được rồi chứ anh chị. Mấy cái chân rồng kìa. Hả? Cái chân rồng ở giữa chưa? Chân rồng ở giữa đâu? Đây nè. Đó là cam luôn hả? Thôi mình cũng phải mua lai cam mới được. Em kiếm cái góc nào đẹp đẹp chụp tấm à. Mình phải đu trên lai cam. Đó, ba lai cam nha bà con. Ồ, ba lai cam luôn. Ba coi chừng rớt điện thoại luôn. Đó, bây giờ lai cam nha. Bữa nay là mấy anh em mới vô quán lại là bây giờ là đẹp ha. Quá đẹp rồi luôn nha. Anh đi mở một cậu. Quá tuyệt vời. Lai cam anh Minh ơi. Đó, lại cam 3 mét luôn. Khang, để cho đèn dõi đèn vô anh Ngọc ơi. Ở đây. Đi. Anh Ngọc, quay đèn vô đi Ngọc. Anh Ngọc quay hai cái đèn đi lên ra ngoài đi. Đó, mở nổ bên này cháy luôn không? Lên đèn gì đẹp á, lên đèn gì đẹp, đừng có dậy. Có cái sao đèn mà đẹp không có sáng mấy cái đèn chớp kia không có đèn nó mới đẹp thấy đèn như vậy nó mới đẹp với đèn ra là nó bữa sao nó bị gì vậy có nó vậy đó mai để nó đẹp thì mình qua lóc mình chăng thành bay mình nó đẹp luôn ấy biết sao đẹp dữ anh. Quá trời đẹp luôn cô chú bữa nay là trang trí lại rồi ha đó cô chú anh chị. Quay đèn qua luôn. Đằng trước quay đèn qua luôn đi. Mình quay đèn đang bên quay xong đi mình nó quay lại. Ừ. Kè luôn quý cô chú vậy. Đây. Phía sau có một khẩu của đêm. Trời ơi. Quá đẹp quý cái gì. Bây giờ biết sao xả luôn. Quá trời đẹp luôn. Dạ không biết sao nói luôn anh Ngọc ơi. Đẹp không? Không thể nào cái này là cái này là phải là chị Hồng Ngọc và Hồng Loan. Cái này là chị Hồng Ngọc, chị Hồng Loan mua trước. Trời ơi coi này cái dây 20 mét quấn còn đã không quấn. Ê, ê, đó, có đèn ở trên kìa. Mình đi một vòng ở xa xa coi mình lấy hết khung cảnh mẫu cậu luôn. Cái này là hai hồng nha. Hồng Ngọc, Hồng Loan đúng không? Hồng Ngọc, Hồng Loan. Chị Hồng Ngọc. Đèn là chớp chứ anh Thượng chưa chớp à? Mày biết thôi chớp chí vậy đẹp rồi tự anh phải chớp để đề nghị Trương Ngọc mua cho anh cái đèn chớp gắn anh mới được. Anh có biết là chú có thích chớp không mà anh cứ đòi chớp đi à? Ồ, đó cô chú anh chị ơi, rất là đẹp ha. Ủa, cái cô Củ Chi về hả? Cô Củ Chi về hả anh? Ồ, thấy tội cô ghê. Ở Củ Chi mà đi lên đây cô chú anh chị ơi. Lên buổi chiều tối không à. Bây giờ cô về một mình à. Cô chờ đèn lên cái cô thấy đẹp rồi cô đi về. Báo cáo với bà con cô bác là anh Ngọc anh khoái chớp nha. Đã một bàn hơi của chú nè.
Ủa sao chỗ này nó bị ấy ở đây? Anh bên đó, anh bên đây nha. Ở đây. Này sao nó ấy nó đục bằng. Không có đèn vậy nào mới đẹp nè. Có cái đèn anh nó trả vô rồi nó không có sáng, không có đẹp. Mấy cái đèn nó không có nổi lên. Một cái gì được cho. Có chậm nữa không ta? Có chậm nữa. Quá trời đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Cảnh đêm phải nói. Đó ok đó. 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 Ồ, chị đó đẹp đó. Rồi cái đâu tiêu rồi. Đó, cô chú anh chị ơi. Quá đẹp luôn. Chớp mỏng chớp. Vậy người ta đang chớp mà không cho chớp. Ông ơi chớp đó mà bữa ông đó. Đòi chớp mà chớp nhanh nó liên tục nghe nhức đầu. Ủa, cái này thì mình để cho một cái chớp một cái không chớp hả ta? Ở bên đây con lộng đang sao y như cái đâu đèn bên kia sao không? Không. Ít đèn em thấy bên hông đây sao nó sáng tối quá nè. Ở trên này nè. Ở bên hông bên đó nó thấy sáng không? Không. Trên đang có thiếu cái gì á. Rồi em xong rồi đó nha. Kỳ ta. Chị quay sao đây. Sao kìa. Thấy bên đây nó sáng không? Còn các bên hông kia sao nó tối thui hả? Kìa ta. Bên đây nhìn đẹp hơn đúng không? Đúng rồi. Bên kia nó thiếu cái gì đó. Hỏi anh Minh bên đây anh Minh quấn thiếu gì? Hả? Minh bên hông rộng này sao nó tối thui anh Minh? Ở bên kia nó có đèn. Đây là anh quấn một dây một xuyên sống cho nó nhiều đèn. Ngay một giữa một hơi dưới trên thôi. Rồi tí nó quấn bên hông. Đúng không? Bên kia nó quấn bên hông đúng không? Ở đúng trên vô dưới mà. Thì anh có dưới trên luôn đó. Thì đó anh qua bển anh coi sao kìa. Hay là do cái mình bấm cái nhanh chậm ra. Cũng vậy mà. Không, nhìn bên đây nè. Nhìn qua bên đây nè. Nó quấn hai dây hai bên. À. Của bên anh một dây là còn ngay một ngay xương sống mà. Sao vậy? Không bật sáng gì vậy? Quay kia. Quay đèn vô mình nhà bà con đều rồi đó, chế độ đèn như nhau luôn. Ai gọi anh không? Trời ơi đẹp kìa. 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 Đúng rồi, quay vô đèn nó sáng lên thì nó đẹp hơn nè phải không? Nhìn mình quay lên cái điện thoại nó lung linh hơn. Đó, mình quay cảnh đêm mà. Đó, nhìn nhớ. Cảnh đêm mà anh cứ đầu lung linh riết. Nó quay cảnh đêm rồi dạ cái đèn vô. Quay mộ ban đêm mình cứ đòi là phải sáng đèn lên. Đèn nó chớp nó đẹp hơn. Trời ơi, đẹp đâu không biết nữa. Cô chú anh chị, rồi bây giờ là Tiên xin kết thúc clip ha. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành nha. Và một buổi tối vui vẻ ha cô chú anh chị. Và nhớ đăng ký kênh cho Hiền Tiên nha.